Vâng, kính thưa quý vị ân nhân Hội Bác Ái Francisco, ngày hôm nay con lại có mặt trong làng Phong Đắc Kia. Cách đây 2 tháng thì con đến đây lần đầu tiên, còn nhiều bỡ ngỡ với sư quý, còn bỡ ngỡ với bà con làng Phong. Sau 2 tháng thì Hội Bác Ái Francisco quay trở lại, mang lại một niềm vui cho làng Phong. Con cũng muốn chia sẻ thông tin này đến với tất cả quý vị ân nhân, những người đã quan tâm đến làng Phong, đến các em bé nội chú. Và niềm vui như thế nào thì con xin mời mọi người lắng nghe sơ quý chia sẻ với niềm vui từ chuyến công tác trước đến bây giờ ạ. Con kính chào Hội Bác Ái Francisco ở trong nước cũng giống như là ngoài nước. Trước tiên con xin tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho quý ân nhân luôn có sức khỏe. Thật sự đây là một niềm vui rất lớn đối với chúng con khi mà Hội Bác Ái Francisco ghé thăm cộng đoàn, mà điều mà con đang mong muốn thì bây giờ thì cũng đã thực hiện được rồi. Trước đây con đang mong muốn là có một cái bồn nước với lại chân bồn và sửa chữa lại tất cả mái nhà trong phòng các em ngủ, thì bây giờ thì chúng con cũng đã làm được rồi. Và điều mong muốn hơn nữa thì hiện tại thì chúng con đang muốn nâng thêm cái nền đào mương, nhưng mà đang thiếu là 35 triệu. Và hiện tại thì chúng con cũng có một phần Hội Bác Ái đã giúp là 20 triệu, hiện tại đang thiếu là 15 triệu. Con rất vui và tạ ơn Thiên Chúa vì Hội luôn luôn yêu thương và quan tâm đến cộng đoàn của chúng con. Xin Chúa chúc lành cho mọi công việc quý ân nhân đã hy sinh và yêu thương chúng con. Con không biết nói gì hơn, con chỉ biết cầu nguyện cho Hội luôn luôn gặp sự bình an trong cuộc sống. Con xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa sơ quý, hôm nay thì con đến đây qua Hội Bác Ái Francisco, con biết là giống như hôm bữa con đã truyền thông là sơ cần bồn nước, sơ cần sửa mái nhà, sơ cần làm, thì tất cả những thông tin đó chúng con đã truyền tải lên thông tin của Hội Bác Ái Francisco và hôm nay thì đã được như ý nguyện. Vâng, và con cũng chuyển ra một số tiền nữa của Hội Bác Ái Francisco qua các ân nhân giúp để sơ tiếp tục sửa chữa mái nhà. Vâng, kính thưa quý vị ân nhân Hội Bác Ái Francisco, một lần nữa con nữ tu Teresa Nguyễn Bảo Bích Nga xin đại diện cho tất cả các chương trình của Hội đang thực hiện tại Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn quý vị ân nhân rất nhiều. Quý vị đã rất quảng đại, chia sẻ, đóng góp cho Hội Bác Ái Francisco để các chương trình thiện nguyện của Hội được thực hiện tại Việt Nam. Hiện tại thì chúng con đang thực hiện rất nhiều chương trình trong 5 mảng chính. Một là y tế, bao gồm các chương trình mổ tim, mổ mắt, mổ bướu, mổ cườm. Hai là chương trình giáo dục, bao gồm các học bổng, hỗ trợ đến trường, cất xe đạp, sách vở cho các em học sinh nghèo, các em sinh viên. Ba là chương trình hỗ trợ về nhịp cầu bé mồ côi và người khuyết tật. Hiện nay con đang quản lý chương trình này, bao gồm gần 70 mái ấm tại 3 miền của đất nước. Bốn là chương trình nhịp cầu bác ái, hỗ trợ cho tất cả các bệnh nhân nghèo, tất cả những trường hợp khẩn cấp mà không có tiền để chữa trị, để trang trải thì chúng con chương trình nhịp cầu bác ái sẽ hỗ trợ. Năm là chương trình phát triển đời sống cộng đồng. Vâng, một lần nữa con xin được tri ân tất cả các ân nhân cách này cách khác trong suốt 17 năm vừa qua đã luôn tin tưởng đồng hành cùng với Hội. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Và chúng con xin nguyện chúc quý vị và gia đình luôn được tràn đầy sức khỏe, bình an, đặc biệt là trong cơn đại dịch này. Xin cho mọi người được sự bình an. Xin quý vị tiếp tục yêu thương, tin tưởng và quảng đại đóng góp cho Hội Bác Ái Francisco. Tất cả mọi sự đóng góp của quý vị tại Hoa Kỳ cũng như Việt Nam thì đều được chúng con chuyển tải trực tiếp đến những người mà quý vị muốn giúp. Tại Hoa Kỳ xin vui lòng gửi ngân phiếu về cho Hội Bác Ái Francisco. Tại Việt Nam xin vui lòng liên lạc với chúng con qua số điện thoại 0908 832354. Vâng, tất cả các chương trình của chúng con xin một lần nữa cảm ơn quý vị ân nhân tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam và tất cả các vị ân nhân trên thế giới đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với Hội Bác Ái Francisco. Con cảm ơn sơ rất nhiều đã luôn đồng hành cùng với Hội cách này cách khác, tin tưởng để cho Hội được chung vai góp sức với sơ, giúp cho các bé cũng như là giúp cho làng Phong này. Một lần nữa chúc sơ và các bé ở đây sức khỏe và luôn luôn tin tưởng và tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Em xin chân thành cảm ơn sơ Nga rất nhiều. Sơ Nga luôn luôn yêu thương và quan tâm đến trại Phong Đắc Gia. Và xin Chúa chúc lành cho sơ luôn luôn có sức khỏe để sơ
làm việc yêu thương bác ái cho những người mong đời còn gặp nhiều khó khăn. Dạ, cảm ơn sơ rất là nhiều. Cảm ơn người.